xin xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả trong chương trình Thế giới tuần qua ngày hôm nay. À kính thưa quý vị khán thính giả trong cái phòng tàu hình của chúng tôi ngày hôm nay. À chúng tôi còn mời được ông Lê Phát Minh là một nhà bình luận rất là quen thuộc với khán thính giả tại Houston. À trước hết thì à, xin mời à, ông Lê Phát Minh gửi lời chào quý vị khán thính giả. Yeah. À, trân trọng kính chào quý khán thính giả Đài VTV. Thì à, hôm nay thì cũng có dịp trở lại à... Màn ảnh này giữa à, uh, quý khán thính giả à, Kính thưa quý vị à, Chương trình Thế giới tuần qua sẽ à, Trình bày về những sự việc Mà đã diễn tiến à, trong tuần qua Những sự việc mà rất là quan trọng Và trong tuần qua chắc có thể à, Ông Lê Mình cũng không có phủ nhận là Trong tuần qua cái tin quan trọng nhất Vẫn là tin từ Ai Cập phải không Dạ, yeah, dạ, <laughs> à, nó hơi xáo trộn Cả thế giới đều quan tâm yeah. Yeah. Tình hình của Ai Cập trong mấy ngày hôm nay Nó cực kỳ quan trọng là bởi vì sau khi mà ông tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ vào ngày 3 tây tháng 7 vừa qua thì những sự xáo trộn liên tiếp xảy ra và đặc biệt là những cái nhóm quân đại hồi giáo đã tổ chức những cái cuộc biểu những cái cuộc và biểu tình mà biểu tình cấm trại luôn tại chỗ ở hai cái quảng trường lớn ở tại thủ đô của Ai Cập thì những cái cuộc biểu tình đó đã được lệnh của Chính phủ để giải tán từ lâu lắm rồi. Nhưng mà họ vẫn nhất định bám trụ lại tại đó và không có đi đâu hết. Họ quyết liệt chống lại với cảnh sát và quân đội ở tại đây. Thì sau nhiều cái sự điều giải của quốc tế và sau nhiều cái sự điều giải giữa hai bên với nhau. Nhưng mà tình hình vẫn không có đổi khác gì được hết. Và cuối cùng thì quân đội và cảnh sát đã dùng xe tăng để đi vào cái khu đó và giải tán đám quyệt tình. Thưa ông Lê Phát Minh thì à, chúng tôi vừa tóm tắt cái tình trạng đó, thì à, ông nghĩ thế nào về hai cái cuộc biểu tình mà vừa qua ở tại cái quảng trường ở tại thủ đô Cairo thưa ông? Dân thì thật sự thì trên nguyên tắc tôi thấy rõ rằng là chính phủ lâm thời của Ai Cập đã cố gắng là để mà hòa giải và đã kêu gọi. Bởi vì thật khi thành lập chính phủ lâm thời đó. Thì họ đã mời những người lãnh đạo của cái huynh đệ hồi giáo vào chính phủ kia đã từ chối và họ tiếp tục biểu tình điều tiên quyết họ là đòi phải phục hồi cái ông uh, chức vụ tổng thống của uh, ông bị lật đổ ông moshi Đúng thì thành thử ra nhiều quốc tế cũng tới để can thiệp được kia đó đã không thành thành thử ra họ đã uh, cảnh cáo trước đó nhiều ngày là biết họ sẵn sàng họ giải tán nhưng mà uh, nơi đó họ vẫn tụ tập và không có rời vì tôi cũng mới thế giới lên án cho rằng đó là một cuộc đàn áp nghe là đàn áp mà các hình thức báo động đã giết chết nhiều người đã, đã lên án tuy nhiên đó thật sự mình phải nhìn thấy cái nguyên nhân bởi vì trong khi đó thì cảnh ngay cái giờ đầu là cảnh khác đã chết hết mười mấy người đó ừ. là những điểm thành thử ra nó bởi vì khi mà trong đám tình nổ súng cảnh sát thì bắt buộc cảnh sát phải nổ súng Nếu thật sự mà họ ôn hòa họ chỉ ngồi lì đó để nhưng mà lại cảnh sát chỉ rinh đi từng người thì tôi chắc chắn rằng cái sự chết chóc sẽ không xảy ra còn này họ dùng cái bạo lực để họ chống lại cái sự đằng sự mà giải tán của cái quân đội và cảnh sát thành thử ra cả thế giới đều lên án lên án bạo động thì được mà nó lên án cái chuyện hành động mà đàn áp của nhà cầm quyền ai cập thì tôi thấy đó là một sự bất công và yeah, thưa với ông Lê Phong Minh thì kết quả là chúng ta đã thấy cho tới buổi sáng ngày hôm nay à, ngày thứ buổi sáng ngày thứ sáu đó thì à, chúng ta đã thấy rằng có 638 người chết mà trong 638 người chết trong bản tin cuối cùng đó thì là có tới 43 người cảnh sát thì à, chúng ta thấy rằng cảnh sát chết rất là đông từ hồi xưa tới bây giờ ở tại Ai cập từ năm 1981 cho tới bây giờ, thì đây là lần đầu tiên mà cảnh sát bị thiệt hại nhân mạng nặng nề như vậy chỉ trong một cuộc biểu tình mà thôi. Thì họ mất đi à, à, 43 người và cái số lượng người bị thương người ta đoán là đã lên tới à, hơn 3.700 người. Nhưng mà điểm đặc biệt là bên phía quân đệ hồi giáo thì họ nói rằng cái số lượng người chết đó là trên 2.000 người chết. À, mình không biết là con số của ai là đúng rồi có người đã nói rằng 4.000 người chết thì chưa bây giờ cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có được một con số chính xác thật sự là có bao nhiêu người chết nhưng mà điều chắc chắn nhất là nó tối thiểu là 638 người là bởi vì bên phía Bộ Y tế của Ai Cập đã đếm được 638 cái xác rồi yeah. Thành ra vì như vậy đó cho nên cái số lượng người chết đó nó có thể cao hơn rất là nhiều Mình chưa có biết được Thì như ông Lê Phát Bình vừa trình bày thôi với ông, ông nghĩ rằng là bên phía chính quyền là đã sau nhiều lần cảnh cáo mà họ vẫn ngồi lì ở đó biểu tình. Vậy chứ cái câu hỏi được đặt ra nếu mà đứng trên cái phương diện của nhà cầm quyền Ai Cập, ông nghĩ rằng họ còn có một cái biện pháp nào khác để để mà làm cho cái tình hình lắng dịu hơn mà không cần phải dùng quân đội và cảnh sát để giải tán đám biểu tình này hay không thưa ông? Dân bởi vì thật sự thế này nè thì tôi nghĩ rằng cái chính phủ mà lâm thời của ai cập đã cố gắng để mà hóa giải những chuyện đó nhưng mà nhiều biện pháp từ nhiều ngày bởi vì cái cuộc biểu tình nó kéo dài hơn một tháng rưỡi thì cái chuyện này đó nó có được im thấm và ung hòa không là do quân đội hồi giáo chứ còn không thể nói do cái chính quyền nữa bởi vì thật sự chẳng hạn giống như cái cuộc biểu tình họ vẫn tuyên bố rằng là họ tay không họ không có gì hết nhưng mà khi đẩy vô nghi tại cái hiện trường cái cuộc mà cấm tại vô đó đó là có nhiều súng ống đã lời từ trời chỗ đó thành thử ra cái vấn đề chẳng hạn giống như ngày hôm qua nay là họ tấn công như nhà thờ thiên chúa giáo rồi tấn công cơ sở chính quyền rồi đốt cháy và cảnh sát bị giết chết thì cái điều chúng ta thấy rõ ràng là họ không phải là biểu tượng ôn hòa nữa mà họ lại bảo động mà hãy bảo động bắt buộc người cầm quyền phải dùng do lực để mà dẹp với đó chứ không thể nói với anh bảo động anh giết chết tôi tôi chạy vậy là còn gì nhà cầm quyền thành thử ra do đó mà tôi thấy rằng chẳng ngày hôm nay bên pháp bên, bên Âu châu và đã lên án chuyện đó tuy nhiên chúng ta để thật cả bên sự, mỹ nữa bên mỹ thì lên án nhưng mà vẫn còn giữ cái nhẹ nhàng hơn, nhàng hơn. Nhàng hơn. Yeah. còn riêng với tôi đã thật sự hồi đó giờ mình vẫn ghét nga và ghét luôn Cộng nhưng mà tôi thấy kỳ này đó thì họ về họ không lên án chuyện đó bởi vì thật sự thì trung cộng có lý do nga có lý do là bởi vì họ thấy nếu mà họ lên án đó thì khi mà họ đạn ác họ cũng bị lên án như vậy thì <laughs> đồng cảm tuy nhiên yeah. cái chuyện mà chúng ta thấy cái tiểu dương ả rập đó thì họ lại ủng hộ cái hành động của chính quyền mà lâm thời hiện nay và cũng như đa số dân chúng của ai cập họ ủng hộ cái binh quân đội làm việc đó bởi vì thật sự cái hồi giáo quân đội hồi giáo này nó chỉ mà có năm năm sáu phần trăm cái dân số của đó thôi còn đa số vẫn ủng hộ thì bởi vì chúng ta thấy sau đó có những cuộc khi mà đoàn quy tình dòng hành đó thì những người ở khu phố đó họ tấn công họ chọi đá là bởi vì họ lên án cái chuyện hành động gây khó khăn cho đất nước là quân đội hồi giáo Dạ, yeah, thưa à, không phải là chúng tôi binh vực những người biểu tình nhưng mà à, chúng tôi chỉ lấy những cái thí dụ thôi thí dụ như những người biểu tình hiện tại bây giờ rõ ràng là họ có súng ống là bởi vì những cái hình ảnh chiếu trên video quý vị thấy là họ cầm súng bắn vào cảnh sát có hình rõ ràng tức là họ có vũ khí nhưng mà khi họ biểu tình đó giàu họ có vũ khí nhưng mà họ đâu có bắn ai đâu họ ngồi lại tại đó cho tới khi mà cái quân đội mà tràn vô đó với những cái xe ủi đất thì họ mới dùng súng để chống trả lại mà thôi như vậy thì nếu nói rằng đó là một cuộc biểu tình mà bạo động thì cũng chưa hẳn mà nếu nói là ôn hòa thì cũng chưa hẳn bởi vì ôn hòa làm sao có súng được có súng mà là làm sao ôn hòa được thành ra theo ông lê Pháp bình nghĩ cái gì thế nói, bởi vì tôi là... nói thật sự gì nè cái chuyện mà nói là tại khi mà cảnh sát thi hành cái nhiệm vụ là bởi vì ra lệnh là phải giải tán biểu tình cũng chẳng hạn ở đây hoa kỳ cũng vậy chẳng hạn giống như mà kỳ có nhiều ngồi lì tại ở new york cấm tại đó nhưng mà khi mà tòa án ra lệnh rồi là phải dẹp, phải rời Thì họ chỉ ngồi lì đó là cảnh sát tới khiêng từng người bỏ lên xe Thì cái đó mới đúng nghĩa là ông Hòa Còn anh đem trúng ống vô là coi như anh làm cái tận tuyến sẵn rồi Thì do đó không thể nói là ông Hòa được Ông Hòa thí dụ chẳng hạn giống như cuộc biểu tình với người Mỹ ở tên New York mà năm rồi đó là họ chống lại cái 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 gọi là bên mà tài tài chính cái tài chính cái gì chống lại cho rằng là những người đó khuynh lát cái 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 nền kinh tế của Hoa Kỳ thì cái điều đó thì họ để nằm lì họ không đi là tới đó cảnh sát dẹp rồi khiêng từng người tối từng người đưa lên xe đúng cái đó đúng nghĩa là ông bà còn bây giờ anh nói anh đem sẵn sàng xuống ống đạn mà khi vô là anh anh bắn lại, thì cái chuyện đó không thể nói là không bao động đã có chuẩn bị vi ừ. phạm điều đó rồi không thể nào mà chỗ nào mà để kêu bằng biện hộ cho những cái hành động đó được hết à cảm ơn ông lê phá bình một vấn đề khác đưa ra nữa làm ông phó tổng ông phó thủ tướng của cái chính phủ lâm thời này ông ta là một người có được giải nobel hòa bình là phó Thống. à ông ta đã à, ông ta đã 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 tuyên bố từ chức mà khi ông ta tuyên bố từ chức và ông ta nói rằng ông ta phản đối cái việc dùng cái sức mạnh dùng quân đội để mà giải tán biểu tình Ông ta là một người trong cái chánh quyền lâm thời Ông ta là một người Đã từng chống với ông uh, Mohamed Borsi một cách rất là kịch liệt ha Nhưng mà bây giờ Ông ta vẫn phản đối cái điều này Khi mà một người mà đang Làm một cái chức vụ mà bên Chánh phủ lâm thời như vậy Mà đưa ra cái lời phản đối Thì mình cũng phải nhìn lại là Nó có một cái vấn đề gì đó ha. Như vậy thì nếu mà mình là cái chánh quyền Ai Cập đó đó mà Bây giờ mình đặt thử, tôi xin hỏi ông Lê Phát Minh Mình đặt thử rằng Mình có một biện pháp nào khác Ngoài cái việc mà đưa xe tăng, đưa xe ủi đất vô Để mà giải tán biểu tình Rồi để người biểu tình phải bắn lại họ là đương nhiên rồi Họ có súng mà họ bắn lại Và làm bao nhiêu người chết như vậy Thì chúng ta à, Đặt trường hợp đó Chúng ta có cách nào làm khác hơn nữa Hay không, thưa ông Lê Phát Minh Bởi vì thật sự khi mà cái hành động Khi bạo động mà chết chóc đó Đương nhiên nó cũng gây xúc động thật sự chính bản thân mình cũng thấy cái chuyện đó không nên xảy ra tuy nhiên bởi vì khi mà làm tình trạng đó cái nền khi sau khi mà lật đỡ ông mubarak thì cái nền kinh tế nó xáo trộn người dân rất khổ sở về cái tình trạng kinh tế đó thì ông Morsi này lên đó đã không giải quyết vấn đề đó mà ông chỉ là củng cố quyền lực và muốn biến thành một cái chính quyền uh, thần quyền đó, đó là rất là độc tài đấy. rất độc tài đó à. là những điểm mà người và đại đa số dân chúng người cập đã chống lên chuyện đó sở dĩ quân đội đứng lên mà bắt ông đó là vì theo cái thể cái nguyện vọng của đa số của quần chúng bởi vì họ thấy rõ rằng là ông này muốn biến thành một cái chính quyền thần quyền giống như bên uh, Iran đó là những điểm thành thử ra cái chuyện mà tới kéo dài hơn một tháng rưỡi cái nền kinh tế cuộc sống của người dân nó bị xáo trộn rất là khó khăn Thành thử ra hiện họ trước kia đó bàn cãi rất là nhiều Và cái ý kiến của ông phó tổng thống Mà cái người mà lãnh giải Nobel Hòa Bình đó Thì ông cũng nhìn thật sự cũng giống như tâm lý chúng ta đây Và những người ở Tây Phương khác Bởi vì ông là học ở ngoài Tây Phương Và ảnh hưởng cái tư tưởng đó rất nhiều Tuy nhiên khi khi người mà cầm quyền đó Họ tính, họ chịu đựng kéo dài đó Họ cố nhẫn nhục để mà cố qua giải Nhưng mà rồi thấy cái con đường Mà bên kia gọi là cái kiên quyết đó là phải thả ông tổng thống phục hồi thì cái điều đó chuyện đó không thể xảy ra mà không thể ra thì cái kia vẫn ngồi hoài không lẽ để ngồi năm này qua tháng nọ cho đó cái chuyện mình làm cho xáo trộn của đất nước bắt buộc là cái đa số trong cái nội các đó quyết định là phải giải tán mà khi tuyên bố giải tán hăm he trước là năm sáu ngày nhưng mà cũng kia không nhúc nhích Yeah. đó là những điểm thấy thành thử ra khi mà ông này từ chức không có ai hưởng ứng cái lời từ chức của ông hết nhưng mà cái phản hành động của ông thì nó cũng đúng cái tâm trạng là một người mà sống trong dân minh thì không bao giờ muốn có sự đổ máu xảy ra chúng Ch chúng tôi xin ngắt lại ông lê phan minh ở đây chút xíu chỗ này bây giờ giả sử nha giả sử nhà cầm quyền bây giờ không có tấn công vô nhưng mà nhà cầm quyền bao dây hai cái quảng trường này lại nghĩa là bao dây thiệt là chặt chẽ lại không để cho người nào đi ra đi vô hết mà người đi ra không biểu tình nữa thì cho mà người đi vô thì không cho không có cho cung cấp lương thực không có cho cung cấp nước uống không có cho cung cấp điện gì hết thì họ sẽ biểu tình được bao lâu và rốt cuộc là có hy vọng là cái cuộc biểu tình này sẽ được giải tán trong ông hòa hay không? Thưa cái, không cái hiện cái vấn đề mà bao giây đó đã có làm yeah. họ có làm tại Thế sao không tiếp tục làm Cầm tiếp tục làm bởi vì thật sự họ trước khi đằng này đó họ tính ngồi lì họ đã chuẩn bị tất cả mọi cái phương tiện để mà họ nằm lì đó cả tháng này phải tháng nọ mà bởi vì số 10 à, cái mà số, cái không số không người lắm. đó thật sự <laughs> không phải là một quá số lớn thành họ đã đã có chuẩn bị khi mà lúc đầu để cố thương thuyết thành thử ra bên nhà quyền nó không muốn dùng cái giải pháp đó là muốn để mà mua chuộc cái lòng như người đó để mà được một cách ôn hòa nhưng mà khi đã có một quyết định rồi đó thì cái chuyện đó đã bắt đầu có những bao giây nhưng mà cái những lương thực nước thuốc men và những cái nước đó họ trong bữa tình đã chuẩn bị rất là lâu rồi chuẩn bị đó có thể nằm kéo dài vài tháng được như thường thì, yeah. thì đó là những cái lý do mà tại sao họ không làm chứ thật sự lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy giờ mình cứ bao dây nghĩa là cho cho xuất thì xuất mà nhập thì không cho yeah. thì đất nhưng mà thật sự thì lúc đầu đó họ không làm là bởi vì họ muốn tỏ vẻ một cách thân thiện là để, để tôi lắng nghe những lời nói của các anh Thành ra yeah. họ không muốn làm chuyện đó Nhưng mà khi họ đã quyết định Thì họ đã Đã có vậy Nhưng mà trong đó đã, đã chuẩn bị Lương thực đầy đủ rồi Dạ yeah. Bây giờ chúng ta bước thêm một bước nữa Thưa quý vị Bây giờ cái cuộc Tất cả cái quảng trường Hai quảng trường đó Đã được giải tán hoàn toàn Số lượng người chết Chúng tôi đã trình bày Bây giờ chúng ta không nói tới vấn đề đó Thưa ông Lê Pháp Minh yeah. Chúng ta nói tới cái bước kế tiếp Bây giờ thì chính quyền đã đưa ra Một cái lệnh thiết quân luật Ở tại đây trong vòng một tháng à thì bây giờ đó Cái nhóm biểu tình bây giờ sau khi họ đi ra rồi đó Họ cũng vẫn hô hào lên tiếng là kêu gọi tiếp tục biểu tình nữa Mà ở đây không phải chỉ biểu tình ở tại thủ đô của Ai Cập Mà nó biểu tình ở rất nhiều nơi Ở ở tại Ai Cập Nhiều tỉnh thành khác nhau chính quyền Ai Cập cũng đã nói tuyên bố rằng Nếu mà họ tiếp tục tụ tập để biểu tình Thì cảnh sát sẽ giải tán Và đã có một vài vụ bắn vào cái đám biểu tình trong mấy ngày hôm nay rồi sau khi mà giải tán đó rồi đó thì cũng có những người biểu tình và cảnh sát đã bắn thẳng vào những người đó thì bây giờ đó mà quân đệ hồi giáo thì họ vẫn nhất định tiếp tục biểu tình vậy thì theo ông lê phát minh ông có thể mình có thể ước đoán rằng cái tình hình sẽ diễn tiến như thế nào trong tương lai dạ chợ chợ dĩ bao khi mình nói cái tin tức á phải nói cho nó rõ tại dạ. sao bắn chứ không phải khơi dạ, mình ta ta phải, phải đánh không đánh đánh có đâu mà hiểu chứ tại đó, bởi vì chính những thiết quân lực rồi mà những người này biểu tình tấn công vào cái dinh tỉnh trưởng ở đối diện với Cairo đó nhiều cơ quan cảnh phủ quan và nhiều cơ quan phủ bị đốt dạ. nhà thờ công giáo bị đốt đủ thứ hết thành thử ra đó họ dùng bạo lực họ tấn công cảnh sát đã chết đốt xe chứ không phải là không chúng tôi nói là cái dạ. chuyện là gần như là không thể mình phải nói rõ như vậy lý do đó mà tại sao họ bắn thẳng vào những người biểu tình bởi vì chính người biểu tình đã bắn vào họ đó là những điểm mà chúng ta phải nói rõ luôn để mà mình nhận định thành thử ra nếu thật sự cái tình trạng này thì khó mà có thể nói là để mà giải quyết một cách ôn hòa bởi vì nhưng mà thế giới ngày hôm nay sợ rằng nó đã biến thành đến mấy cái một cái cuộc mà nội chiến Tuy nhiên thật sự chúng ta thấy đại đa số dân chúng Ai Cập vẫn ủng hộ chính phủ lâm thời. Chỉ có một nhóm Hồi giáo, Hồi giáo, Quỳnh Đề Hồi giáo này quá khích này làm. Chỉ cố gắng làm sao đừng cho quân ngoài nhập vô. Bởi vì chính cái cái ông mà Moshi này trước đây đã, đã, liên hệ với cái đám mà Hamas của bên Palestine. Đó là những cái điểm mà người ta thấy đã nhiều người cũng chẳng hạn như bán đảo Sinai là thế có nghĩa đó, những cái thành phần quá khích ngoại nhập đó để mà tấn công chú đó. do đó mà chúng ta thấy lúc đầu thì bên kia nói rằng là máy bay không người lái của do thái này là kia đủ thứ nhưng mà Trường sao chấp nhận rồi đó là do cái quân đội của ai cập đã dùng cái trực thăng và để tấn công như nó giết chết những thành phần đó bởi vì thành phần đó thành phần ngoại nhập đó là những cái điểm mà chúng ta thấy thành thử ra thế giới phải nên bình tĩnh phải hiểu rõ trên thực trạng thực Chứ còn đừng nói giận dội cô lập Ai Cập thế này thế kia thì không khác nào giúp tay cho những thành phần quá kích vì những từ khủng bố Al Qaeda mà nó nó làm ra đất nước của Ai Cập à. khó khăn hơn. À, cảm ơn ông Lê Phong Bình. À, thật ra thì mình nhìn cái biển ảnh của nước Ai Cập trong cái giai đoạn này đó thì mình thấy rõ rằng một cái cuộc nội chiến đó có rất có nhiều khả năng sẽ xảy ra. Và rút kinh nghiệm từ nước Iraq khi một cuộc nội chiến đã xảy ra Ban đầu thì chỉ là những cuộc biểu tình bình thường nhỏ ha, Rồi lần lần nó lớn lên Và nó biến thành một cuộc nội chiến Mà đã làm cho tới hơn 100.000 người chết Và hơn 3 triệu 500.000 người Phải rời bỏ nhà cửa của mình Để đi tị nạn tại các quốc gia lân cận đó Thì cái tình hình Iraq là một cái thí dụ điển hình Để cho mình thấy rằng Cái tương lai mà một cuộc nội chiến dẫn đến một cái sự tan nát hoàn toàn của cái quốc gia Syria bây giờ nhìn những hình ảnh từ Syria bây giờ mình thấy những cái những cái thành phố cổ những cái thành phố đẹp đẽ vân vân đều đã tan nát hết trơn hết trọi và nó cũng vẫn tiếp tục bom nổ mỗi ngày bom nổ hàng ngày hàng ngày bao nhiêu người chết hàng ngày xảy ra như vậy thì Ai Cập có tiến tới đó hay không? Chất. và bởi à? vậy bởi vì mình ra... phải nhìn ở quốc tế thế giới cũng rất tây phương họ phải nhìn thấy rõ vấn đề đó Chứ còn thật sự bây giờ đừng có nghĩ nhìn cái cái Ai Cập giống như Syria nữa. Bây giờ thật vào một chế độ đó thế nào đi nữa nhưng mà không thể chấp nhận cái những phần phẫn Okada Qaeda nhặt nhập rồi đó để mà gây đất nước cái tan thương chuyện đó thành thử ra đối với tôi thấy dù muốn không cái Hoa Kỳ vẫn còn một lên án là bởi vì nếu không lên án vụ mà đàn áp bạo động đó em yeah. thì không thấy được bắt buộc phải lên án tuy nhiên họ còn giữ cái kiềm chế không đến nổi như mà những cái như bên cái thổ Nhĩ Kỳ đó những cái thổ nhĩ kỳ là bởi vì thật đó trước đây đó là quân đội cũng đứng cái vai trò giống như quân đội ai cập là muốn để làm sao đó là một chính quyền thế tục chứ không phải là thần quyền nhưng mà cái chuyện giờ cái cái mà đảng cầm quyền của thổ nhĩ kỳ đó thì cũng chủ trương đi đó nhưng mà bị áp lực chúng nhiều thì nó chưa tiến được thành thử ra khi họ lên tiếng họ ấm họ lên án ai cập thì cũng chính là cái tâm trạng của họ họ muốn làm cái chuyện đó đó là thì những là... điều mà chúng ta thấy thế giới phải nhìn rõ chuyện đó chứ đừng có nghĩ rằng khi mà cứ cứ thấy rằng là đàn áp lại lên án phải nguyên nhân tại sao mà người ta phải đàn áp à nhưng mà điều à, à, mình nói đi thì cũng phải nói lại à Bây giờ thì cái chuyện đàn áp biểu tình là không nên rồi, làm cho nhiều người chết là không nên rồi. Nhưng mà khi người ta không có đường nào khác hơn để làm thì người ta bắt buộc phải làm mà thôi, đúng vậy. À, thành ra nhưng mà nếu mà cái tình trạng này xảy đến đây và một cái vấn đề được đặt ra nữa là như Hoa Kỳ, hồi từ trước tới giờ Hoa Kỳ đã nói rằng đây không phải là một cuộc đảo chánh, là bởi vì nếu mà Hoa Kỳ xác nhận mà cái chính phủ lâm thời này được thành hình do một cuộc đảo chánh đó thì là theo luật lệ của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ không được phép tiếp tục viện trợ cho Ai Cập nữa. Đó là luật của Hoa Kỳ mà Tổng thống phải tuân theo. Vì vậy mà Tổng thống Obama cũng vẫn tuyên bố rằng đây không phải là một cuộc đảo tranh. À, mà chỉ giờ là, là những cái người biểu tình họ lên họ làm như vậy họ muốn thay đổi cái chế độ cho tốt đẹp hơn thôi chứ họ không phải là đảo chánh bởi vì họ không thể xác nhận một cuộc đảo chánh như vậy thì trong cái trường hợp này đó trường hợp mà tấn công biểu tình dân dân và khi ông Obama đã lên tiếng mà nặng nề đối với cái chính phủ mà đã đàn áp biểu tình này thì cái vấn đề viện trợ của Mỹ 1.3 tỷ đô la quân viện của Hoa Kỳ dành cho Ai Cập sẽ như thế nào ông John Kerry ngày hôm nay đã lên tiếng là tố cáo cái chính quyền lâm thời này đã quá mạnh tay đối với người biểu tình nhưng mà vẫn không đá động tới cái tiền viện trợ 1.3 tỷ đô la này thì uh, theo ông Lê Văn Minh nghĩ đó cái thái độ của Hoa Kỳ như vậy có nghĩa như thế nào. Vụ vụ Vũ không có, có phản ứng tích cực chứ không phải chỉ nói chuông Chẳng hạn thay vì tháng tới đây đó là đó sẽ có những cuộc tập trận. Nghe là là dạ. là mỗi định kỳ 2 năm một lần. Dạ. Thì tổng thống Obama là tuyên bố là hủy bỏ cái cái đó bởi vì họ đã đàn áp Tuy nhiên bởi vì hiểu rõ cái tình hình của Ai Cập mà nếu mà vừa cúp viện trợ thì trả sẽ nhiều khó khăn. Riêng về chú nãy cũng giống như nơi tiểu dương Ả Rập đó, họ đã viện trợ 3 tỷ Mỹ Kim để mà ủng hộ cho mà chính quyền đưa đương thời này. Thì chúng ta thấy rõ ràng là bởi vì khi mà thật sự nếu nước này nó hoàn toàn mà mà người dân trong cách ôn hòa, không có cái thành thần Hồi giáo quá khích vô, không có tù, -tù khủng bố vô trong đó đó thì cái chuyện mà lên án áp lực mạnh đối với cầm quyền thì của ai cập này thì đúng tuy nhiên hiện tại bây giờ chúng ta thấy biểu tình mà dùng gió khí tấn công tới lợi cảnh sát rồi tấn công cơ sở của chính quyền thì cái điều đó không thể nói là ông hòa nữa mà bắt buộc mà khi đã có những bạo lực như vậy rồi thì cái người quân đội vậy như cảnh sát phải làm gì bắt buộc họ phải dùng, dùng vũ lực để bảo lại vậy thì thưa ông Lê pháp mình à, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nhưng mà câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra cho ông rằng nếu mà chính quyền Ai Cập vẫn tiếp tục có một thái độ cứng rắn như vậy và thẳng tay đàn áp cho người biểu tình thì nước Ai Cập sẽ đi về đâu? Dân vâng, bởi vì chúng ta thấy rõ thế này. Nếu thật sự cái cái huynh đồ hồi giáo họ vẫn cương quyết họ làm đồ phục hồi ông Moshi và giờ họ dùng cái hành động bạo lực vậy đó thì bắt buộc giờ tôi thật sự cả ngày chính quyền hoa kỳ chỉ chẳng hạn có những cái tổ chức mà nó dùng trang bị ở vũ khí đó thì cũng ra lệnh và cũng dùng vũ khí để mà diệt và bắt người đó chứ đâu có thể mà nó mà mà nói mà anh dùng vũ khí rồi tôi đầu hàng thành thử ra cái chuyện mà làm đó thì bắt buộc cái thế phải đi thôi còn quan trọng nhất là thế giới làm thế nào để mà hỗ trợ cho chính quyền này để mà chấm dứt cái cái cuộc bạo động đó chứ còn thật sự khi mà bên kia đã dùng do lực chống lại nhà cầm quyền nhà cầm quyền bắt buộc phải phải dùng cái do lực để mà dẹp đó thôi cái chuyện là chuyện đương nhiên còn thành thử ra muốn giải pháp thế nào thì đó chuyện ăn thua cả hai bên đều phải chia hợp tác chứ không thể nó đòi hỏi một bên được nhưng mà theo ông Lê Văn Minh thì cái chính quyền lâm thời này hiện tại có thể nào thành công trong cái việc trấn áp những người quân đệ hội giáo này hay không thì cái vấn đề mà nó thành công không nhưng mà có cái thế bắt buộc phải làm nhưng mà trong song đó thì cần phải hiểu rõ rằng trong phần quân đại hồi giáo có những thành phần nào cũng uy tín mà tính cách ôn hòa hơn thì phải thuyết phục những người đó để khi tiếng nói của nhiều người chính trong quân đội hồi giáo đó họ kêu gọi thì cái điều đó có thể chấm dứt còn kéo lại mà nếu trong đó toàn là thành phần quá khích ra thì cũng phải đầu hàng thôi à, thành thật à, cảm ơn à, ông lê pháp Bình à, đã À, đưa những cái à, ý kiến à, rất là lý thú tới quý vị khán thính giả trong cái chương trình thế giới tuần qua ngày hôm nay à, chúng tôi hy vọng rằng à, sẽ được à, mời ông Lê Phước Minh trở lại với chương trình này trong à, những lần tới à, Nam Sơn xin à, à, xin ông Lê Phước Minh gửi lời chào quý vị khán thính giả. À, à, tân trọng à. kính chào quán, à, quý khán thính giả đài VTV thì à, thỉnh thoảng khi thỉnh thoảng có những công chuyện gì gọi là nóng kinh hót nóng trên thế giới thì Nam Sơn mời thì tôi cũng sẽ đến. Ừ. tuy nhiên mà thường xuyên thì chắc chắn là nó không có bởi vì tôi đã dạ. à, cộng tác bên đời dạ. <laughs> à thưa thành thật cảm ơn ông lê pháo minh và xin thành thật cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe chúng tôi trong những phút vừa qua xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình thế giới tuần qua kỳ tới